Xin chào các bạn và quý vị đã đến với kênh xe đạp Hải Phòng của trang web xe đạp Hải Phòng.com. Trong video này là mình sẽ tiếp theo mình sẽ đánh giá review cái cấu tạo và các cái chất liệu mà để làm một cái chiếc xe. Mình sẽ đánh giá trong video này là cái chiếc xe touring để đi trong phố mang cái hiệu là Sport Cruiser. Thì bây giờ mình sẽ đảo camera và sau cái livestream này thì mình sẽ download cái video này và mình sẽ up lên YouTube trên cái kênh xe đạp Hải Phòng của mình. Hai cái nền tảng thì các bạn đều có thể xem được video. Xin chào bác xin chào bác Thái Phong. Xin chào anh Phạm Văn Châu. Để em đảo camera để cùng review xe. Thì đợt trong mùa hè này thì cửa hàng xe đạp Hải Phòng về rất là nhiều mẫu xe đạp nhật bãi, giá tiền chỉ khoảng vài triệu để mà phục vụ các bạn sử dụng trong cái việc tập thể dục và rèn luyện sức khỏe đi lại hàng ngày trong cái mùa hè này. Thì như trong video này thì mình sẽ đánh giá chiếc xe đạp thể thao touring dòng đi trong phố rất là tiện lợi, mang thương hiệu Sport Cruiser. Xe này thì đã được qua sử dụng tại thị trường Nhật Bản. Đây, như các bạn thấy các bạn có thể thấy là những cái chiếc tem mà phí đăng ký sử dụng xe với Bộ Công an này của Nhật Bản này, rồi những cái tem mà nhà gửi xe, rồi tem chứng nhận nguồn gốc xuất xứ. Thì về cơ bản chiếc xe này cũng như những cái chiếc xe khác đó là cấu tạo bằng khung hợp kim nhôm, là mối hàn to hình vầy cá. Và các bạn có thể dùng cái nam châm đây, các bạn có thể hít vào đây, ví dụ như cái đĩa này bằng sắt này, các bạn thấy cái đĩa này bằng sắt thì nam châm sẽ hút, nhưng mà nếu vào khung bằng nhôm thì nam châm không hút. Thì đó là bằng nhôm và cái mối hàn nó to hình vầy cá thì sẽ là bằng nhôm. Size của chiếc xe này thì không quá lớn, size này thì những người khoảng 1m58 vẫn sử dụng được bình thường. Size là từ khoảng cách từ tâm trục đạp cho đến khóa yên. Size này có 43 thôi, size của chiếc xe là có 43 cm thôi. Thì với cái size xe này ấy, thì những cái người cao từ 1m58, xin chào bác Long Hồ, cao từ 1m58, 1m68 có thể sử dụng được tốt, 1m7 vẫn sử dụng được. Từ 1m58 nhưng 1m7 đều sử dụng tốt được chiếc xe này. Chiếc xe có là dòng xe touring, thế nên là được trang bị bánh 700C lốp Palazzer của hiệu của Panasonic, phanh V đằng sau. Và xe được trang bị líp vặn Shimano 7 tầng. Như những cái dòng touring tầm vài triệu này thì thường là sẽ được trang bị líp 7 tầng. Đề Shimano Six này thì cũng khá là lâu đời rồi, sử dụng rất là tốt. Xin chào anh Long Phan. Và vành 700C. May ơi chiếc này thì hơi bị rỉ sét một tí, nhưng mà bên cả mình vẫn để nguyên bản. Và cô nồi còn rất tốt. Xin chào bác Long Hồ. Và đằng trước chúng ta có cái đùi đĩa 3 tầng. Đùi đĩa 3 tầng và một cái gà chuyển đĩa Shimano. Thì như vậy là đằng trước 3 đĩa và đằng sau 7 đĩa thì xe này sẽ cho chúng ta được tổng là 21 tốc độ thay đổi khác nhau. Và chúng ta đi lên phần đầu. Phần đầu của chiếc xe này là xe touring nên là sẽ sử dụng càng đơ, phanh V hiệu Jadiwood. Đằng trước cũng là lốp Panasonic 7 quả 700C nhân 700 x 35C. Đây là một cái quả lốp mà rất là phổ biến, hầu như tất cả những xe touring Nhật thì đều sử dụng lốp 700C, nên các quý vị cũng hoàn toàn yên tâm là khi mà hỏng lốp thì có lốp thay không thì các vị hoàn toàn yên tâm, mà lốp này rất là sẵn trên thị trường rất là nhiều. Và vành 700C vành nhôm một lớp càng đơ. Trên tay của chúng ta thì tại sao mà mình lại bảo là cái xe này là dễ sử dụng để đi trong phố,
vì cái chiếc xe này có một cái cánh tay, một cái chiếc tay cầm rất là độc đáo, đó là cái tay mà hình cánh cung. Thì quý vị có, các bạn có thể thấy là cái tay hình cánh cung, nên là cầm vào, khi mà cầm vào tay cầm ấy, chúng ta cảm thấy là rất là thoải mái, như kiểu mà cầm vào ghi đông của xe máy ấy, rất là thoải mái luôn, và dễ dàng đi trong phố và không bị mỏi, không bị ghì tay. Đi kèm với cái gióng trên của xe thì nó lại hơi vòng lên phía trước như thế này, thì tạo một cái dáng rất là độc lạ cho chiếc xe, cho tổng thể chiếc xe. Và đi chiếc xe này thì mình thấy là kiểu dáng rất là độc lạ. Và xe được trang bị cái tay chuyển số là Shimano Tourlei. Bên phải là tay chuyển líp 7 tốc độ và bên trái là đĩa 3 tốc độ. Các bạn thấy là các cái tem mác này có đề của nhà sản xuất và vẫn phanh V. Nước sơn thì còn khá là đẹp, có một số chỗ chảy xước thì bên cửa hàng mình thường là để nguyên bản, không có bắn sơn lại, không có dặm tốt, nên là nước sơn là nguyên bản. Sơn còn khá là đẹp, chỉ có xước một vài chỗ. Và như các bạn biết thì xe Nhật từ trước đến nay thì cái lớp sơn nó rất là cứng, nên là cửa hàng mình rất là ưu tiên mà để cái lớp sơn zin, không có sơn lại bắn tút lại. Tại vì cái nước sơn mà về làm ở Việt Nam mình thì có mà đẹp đến mấy thì cái độ hấp sấy với lại chất lượng sơn mà mua ngoài thì không không tốt bằng sơn chính hãng của xe của Nhật được. Thì đây là chiếc Sport Cruiser, một chiếc xe thể thao touring đạp trong phố và hiệu là Sport Cruiser, đã được sử dụng tại thị trường Nhật Bản. Giá của chiếc xe này khoảng hơn 4 triệu đồng. Nếu quý vị muốn biết giá chính xác, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0975709943, có thể qua Zalo cũng là số này, Facebook cũng là số này. Thì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để biết giá chính xác, và khi mà mua, tiến hành mua xe bên cửa hàng chúng tôi thì quý vị sẽ biết được, khi mà liên hệ với chúng tôi thì quý vị sẽ biết được là những cái sản phẩm, những cái chế độ dịch vụ khuyến mại và các cái đồ tặng kèm đi cùng mà quý vị được sẽ được hưởng khi mà mua xe bên cửa hàng chúng tôi. Nếu mà quý vị quan tâm đến, xin chào anh Nguyễn Niêm. Nếu mà quý vị quan tâm đến xe đạp thể thao Nhật bãi và các cái cách sửa chữa bảo dưỡng thì quý vị hãy ấn chế độ xem trước trên Facebook và kết bạn với xe đạp Hải Phòng. Còn nếu ở xem ở trên YouTube thì các quý vị hãy ấn like video và ấn đăng ký kênh. Bên cạnh nút đăng ký, ấn chiếc chuông để quý vị là những người mà đầu tiên được YouTube ưu tiên hiển thị khi mà chúng tôi có video mới up lên trên kênh của chúng tôi. Đây là chiếc xe Sport Cruiser, một chiếc xe để đi trong phố và một tay cầm rất là độc đáo. Chiếc xe này có giá gần hơn 4 triệu đồng. Quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0975709943 để biết giá chính xác. Vâng, và video đánh giá, review đánh giá chiếc xe đạp thể thao Nhật bãi của chúng tôi đến đây là gần như kết thúc. Và tiếp theo đây thì tôi sẽ có một video nữa, review một vài chiếc xe nữa mới về đến cửa hàng. Thì nếu mà quý vị quan tâm thì hãy ấn chế độ xem trước trên Facebook và kết bạn với link tài khoản xe đạp Hải Phòng trên Facebook, hoặc nếu ở trên YouTube thì ấn like video và ấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất chúng tôi up lên nhé. Hẹn gặp lại trong các quý vị trong những cái video lần sau. Xin chào tạm biệt. Xin chào anh Long Phan. Xin chào bác Long Hồ. Xin chào bác Nguyễn Niêm. Em tạm thời kết thúc video live stream tại đây. Xin chào anh Nguyễn Niệm.